Vâng, xin chào anh em đến với Book Kiwi Channel. Hôm nay thì sẽ là một tiết học thú vị về sinh học đến với chủ đề Book Kiwi chúng ta ngày hôm nay. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ học về bài học đầu tiên là phần phân biệt giới tính. Đây, tên 90% hoặc là 99% anh em sẽ trả lời đây là trống hay là máy nè. Trước mặt anh em á là nhìn sơ qua thì chắc có lẽ là 100% người nói đây là máy, đúng không ạ? Thật ra đây là những con trống. Ngạc nhiên chưa? Và đây thì tại sao mình lại nói nó là trống mà mình chắc chắn là trống như vậy? Cái bài này nó bị đây. Và xin lỗi anh em để mình chỉnh sáng một xíu nha. Đây là những con trống luôn quý vị. Và nhìn về vẻ bề ngoài nó thì nó y chang và không khác là những con máy cả. Ngoại trừ một chỗ, đó chính là cơ quan sinh dục của cá. Vì nó nằm ở đâu? Anh em thấy cái phần ngay hậu môn của nó không? Đó. Nó có hình dạng một cây kim chỉa ra ngoài. Đó, anh em nhìn kỹ nha thì sẽ thấy được. Cho nên tất cả những con này là những con trống, nhưng có thể gọi chúng là trống bị BD. Đó, những con này thì nó sẽ không bao giờ nó dí mái đâu, mà cả những con trống cũng phải bị lẫn lộn đi, tụi này là mái và những con trống nó dí tụi này nữa. Càng nào chúng ta lầm tưởng hơn tụi này là mái nhưng nó là trống. Đó, anh em quan sát nè, cái phần mà gần hậu môn đó nó có màu, thấy không? Đó, những cái đó là cơ quan sinh dục của con trống. Và tất cả những con này anh em đang xem, dù hình hài với là như con máy vậy, mập mạp, tướng to không, nhưng nó lại là con trống. Biểu hiện con trống rõ nhất chính là cái con này đây. Anh em xem, đó, trên thân nó ra màu nè, còn những con kia nó y như máy, y như máy luôn. Rất là khó phân biệt đó. Con này là con mà thể hiện sắc tố con trống rõ nhất. Thấy chưa? Đó, đây cũng là một trong những cách mà để cho anh em đi chọn được con cá ưng ý của mình, tránh bị nhầm lẫn cái này. Đôi khi người bán họ vẫn không biết đâu. Cái này nhiều người họ vẫn không biết đâu, mình nói thật sự là như vậy. Đây, hôm nay cái bài này nó nhiều coi, mình ví dụ cho anh em xem nó dễ. Đó, y chang như con máy cả, nhiều khi nó là đẹp hơn con máy nữa. Và đây mình sẽ cho anh em xem con máy thật thì nó sẽ như thế nào. Đó, nhìn lại nè, cơ quan sinh dục đúng không? Thường thì cái phần đó nó sẽ có màu. Đó, nó sẽ có màu, anh em thấy không? Và hình cây kim. Đó, mình tạm gọi là hình cây kim nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với con máy nè. Vâng, và đây là hai con máy đúng không ạ? Nếu như anh em nào nói đây là hai con máy là anh em đã bị mình lừa rồi. Đây là con máy, còn đây là con trống. Mình để hai con này để anh em dễ dàng phân biệt như thế nào là trống BD. Đó, như phần đầu mình vừa nói, cơ quan sinh dục nó sẽ có màu, và đó là hình cây kim nó chỉa ra. Còn đây là con máy, phần nó thường không có màu. Thường không có màu nha, đôi khi có con vẫn có. Và nó không phải là hình một cái cây kim, nó là hình 1/4 cái hình tròn, và nó bám vào ngay cái phần hậu môn. Đó, anh em nhìn kỹ nha, vì cái phần của con máy không có màu nên hơi khó nhìn. Đó, anh em cứ tưởng tượng 1/4 hình tròn. Đó, nó sẽ dính vào cái phần hậu môn của con cá máy. Còn con BD nó sẽ là một cây kim. Đó, hai con này nhìn về cơ bản như phần body thì nó hoàn toàn là như nhau, không có gì chúng ta phân biệt được cả. Thấy chưa? Thậm chí nếu xét về một con máy đẹp thì cái con trống BD này lại là một con máy đẹp hơn, xét về ngoại hình. Đấy. Và hiện tượng này rất nhiều cá, các loại cá ở ngoài tiệm anh em á, những cái con to to mà đuôi bự bự á, đó thường là những con máy
họ dùng thuốc kích thích để cho nó lên màu và nó thành như là màu con trống vậy, để họ bán cho anh em chơi thủy sinh. Đó, anh em quan sát lại con máy kỹ nha. Cái phần đó sẽ là 1/4 hình tròn. Đó, mình cũng không biết gọi là gì, mình gọi vậy cho anh em hình dung ra. Và nó sẽ bám vào phần hậu môn. Rồi. Còn đây như thế nào đối với cá cori bông? Cá cori bông thì thật sự là nó khó hơn rất nhiều so với phân biệt chống mái của con cá thường. Dòng anh em đang xem là dòng đắt nai ri bông, và hiện tại ở shop đang bán là 600k một cặp cá nhập. Thì đây anh em xem, trước tiên anh em hãy phân biệt chống mái rồi đúng không ạ? Đó, đây là hai mái một chống. Thì về phần màu sắc á, cái này là cá bình thường nó không bị BD nên mình dễ phân biệt. Ở đây mình không có kiếm được con BD, nhưng mà mình sẽ nói sơ qua cho anh em biết. Cái phần ri bông của con mái, anh em quan sát kỹ nha, đây là con mái. Phần ri bông của mái sẽ ba cộng rõ ràng, và nó sẽ có một cái phần giống như là 1/4 hình tròn mình nói đó, dính ở phần hậu môn. Thấy chưa? Cái cây ri bông cuối cùng của nó đó, nó sẽ có một cái phần như 1/4 hình tròn vậy, nó dính vào phần hậu môn. Tạm gọi đó là cái hình chiếc lá đi, như 1/4 hình tròn nghe nó dài dòng quá. Đó, cái hình chiếc lá dính ngay phần hậu môn, phải không? Còn đối với con trống đây, nó sẽ không có. Và một cái nữa để chúng ta phân biệt á, cái ri bông của con trống á, nó sẽ không chia ra ba cộng rõ rệt, mà cái cộng cuối cùng của nó á, nó sẽ tưa ra thành nhiều cộng khác nữa, chứ nó không phải là một cộng duy nhất như máy. Anh em nhìn cái cây cuối cùng của nó nha, đó, nó chỉa ra tùm lum, thấy không? Đó, nó chỉa ra, cái cây cuối cùng của nó sẽ chỉa ra tùm lum. Đó là cách anh em phân biệt chống mái ri bông. Và còn ri bông là gì? Ri bông hồi nãy phải nói này trước, mình xin lỗi. Thì ri bông nó sẽ là cái râu ở dưới bụng con cá. Những con cá ri bông á thì nó sẽ có xác suất đẻ ra cá ri bông và cá thường. Cá thường của ri bông người ta thường gọi là cá gen ri bông, hiện tại anh em gọi là gen ri bông. Nhưng thật ra cái chữ gen ri bông đó thì nó sẽ không có ý nghĩa gì nhiều về mặt sinh học cả. Bởi vì sao? Bởi vì con cá mà không có ri bông á, tức là con mái không ri bông á, nó chỉ có thể đẻ được con cá thường. Tức là con cá không ri bông chỉ có thể đẻ được con cá không ri bông thôi. Cho nên cái chữ gen ri bông ở đây nó không có ý nghĩa gì cả. Không ri bông là cá thường rồi. Đó. Còn chỉ có những con cá mái có ri bông mới có khả năng đẻ được cá có ri bông. Anh em lưu ý cái này, nó khác một xíu cho swallow. Tí hơn mình sẽ đến swallow mình nói sao. Và con trống ri bông á thì tất nhiên là nó sẽ đẹp hơn, cái mã trống ri bông nó đẹp hơn, nhưng mà khả năng sinh sản con trống ri bông rất là thấp. Cho nên nếu chúng ta muốn sinh sản tốt thì chúng ta dùng con trống thường đạp với con mái ri bông. Vì ri bông chỉ có con mái quyết định, cho nên việc con trống thường hay trống ri bông không ảnh hưởng đến khả năng ra ri bông. Nhưng nếu con trống ri bông đạp con mái ri bông thành công thì cái khả năng, cái tỷ lệ mà đẻ ra cá ri bông của cái bầy con đó sẽ rất là cao, cao hơn bình thường rất là nhiều. Giả sử như bình thường tỷ lệ của nó là 6-4, 4 ri bông và 6 không ri bông, thì cái tỷ lệ mà đạp thành công con trống ri bông á, nó sẽ là 80% trở lên. Theo thực nghiệm là vậy. Mình sẽ nhắc lại nha, con trống ri bông khả năng sinh sản sẽ thấp hơn, nhưng mà nếu mà con trống ri bông đạp thành công thì tỷ lệ ri bông sẽ chắc chắn cao hơn con trống thường. Và con mái ri bông cho dù như thế nào thì nó vẫn đẻ ra được cá có ri bông và cá không ri bông trong cái bầy của nó, bầy con của nó. Còn con mái thường chắc chắn 100% đẻ ra con mái thường, 100% luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quan trọng đến cái thuật ngữ swallow. Đây là phương test swallow của mình. Rồi, nãy có phương test swallow nữa, nhưng mà phương test swallow những clip trước mình có quay nhiều rồi,
Nên lấy ví dụ Full Red Swallow đi. Hàng này là đang có bán luôn. Quảng cáo một xíu nha. Đó, để mình này hơi sáng được xíu. Đang lấy nét đây nét. Rồi, Swallow có nghĩa là gì? Swallow có nghĩa là tia được đột biến ra từ cái bản đuôi cũ của nó. Nói nôm na là những cái tia ở đuôi nó sẽ bộc phát ra thành một cái mảng dày hơn, bự hơn và có thể ra thành tia hoặc ra thành chùm. Nếu như cái tia nó dày quá thì nó sẽ thành chùm như clip anh em đang xem. Là những con này là những con full tia. Tí rồi mình sẽ cho anh em xem những cái con mà nó không full tia nó sẽ như thế nào. Và Swallow thì nếu như mà theo định nghĩa đúng á, Swallow sẽ có hai dạng. Swallow này là Swallow rip bông và có một Swallow là Swallow không rip bông. Hoặc hồi xưa người ta có thể gọi là rip bông giả. Đó là như thế nào? Cái Swallow mà rip bông thật á, nó có thể để ra được thêm một cái kiểu hình, đó là con cá Swallow và con cá rip bông không có Swallow. Đó, nó là vậy. Và đặc biệt cái Swallow là nó sẽ đẻ ra thêm một cái loại người ta gọi là Gen Swallow á, có nghĩa là nó không mang kiểu hình đuôi tia này, nó mang như một con cá bình thường thôi. Nhưng tại sao người ta lại dùng Gen Swallow đó, có ý nghĩa? Mình gọi là có ý nghĩa là tại sao? Tại vì những cái con cá mà bình thường đó, từ cái bầy Swallow ra đó, đời con của nó có khả năng đẻ ra Swallow. Nói lại cho anh em hiểu có thể như vậy nè. Là ví dụ như cặp này của mình đi, nó đẻ ra hai cặp cá, một cặp cá Swallow và một cặp cá không có Swallow, là một cá full red thường luôn á. Thì cái cặp cá full red thường đó sau này nó sẽ có khả năng đẻ ra được con cá có Swallow. Nó khác với Ribbon ở chỗ đó. Con cá thường ở Ribbon thì 100% sẽ không đẻ ra được con cá có rít bông, nhưng cá Swallow có. Đó, còn đây là full red Swallow nha. Rồi thì mình sẽ nhắc lại cho anh em là Swallow là những cái tia nó sẽ bộc phát ra từ đuôi, từ bụng hoặc từ vây lưng hoặc cả tay bơi vẫn có khả năng ra cái tia đó thì gọi là Swallow. Đặc điểm nét đẹp của Swallow á, nó đẹp là tại vì nó sẽ làm cho con cá cái đuôi nó tăng kích thước lên rất là nhiều. Đó, so với cá thường Swallow thì cái đuôi nó rất là bự, bản rất là to và nhìn nó sẽ thước tha hơn rất là nhiều. Còn đây là Full Red Swallow hàng nhập. Giống như nãy mình nói đó, những con mà nó không có ra tia chùm á, nó sẽ ra tia như thế này, nó cũng là một dạng Swallow. Đó, những cái con mà ra tia nhiều quá dày như con Full Red hồi nãy á, thì nó sẽ dính thành chùm lại. Còn đây là những cái tia, tùy mình thích như thế nào thôi. Thì Swallow thì đuôi nó đều có kích thước rất là khác so với cá thường và sẽ làm cho con cá trở nên thước tha và đẹp hơn. Và nói thêm một điều đó là ở con trống Swallow á, nó sẽ có một dạng Swallow mà không mang ri bông, là nó chỉ tia ở đuôi thôi, nó không có cái tia ở bụng. Ở đây thì mình không có con cá đó để làm ví dụ rồi, vì những con này đều có tia ở bụng hết. Thì cái con cá Swallow mà nó không có tia ở bụng á thì nó sinh sản bình thường như con cá thường luôn, nó không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nó. Đó, ở đây mình không có con Swallow mà không đi bông. Ở đây là toàn bộ Swallow có đi bông hết. Và tiếp theo mình muốn cho anh em biết về cái thuật ngữ là fin. Fin á, người ta thường gọi là ribbon shark fin, là RBSF á, là cái này. Shark fin á có nghĩa là cái phần vây lưng ở phía trên con cá nó sẽ nhọn và nó tạo thành một cái tia ra ở trên, thì nó gọi là shark fin. Và những cái con shark fin á hiện tại thì thường sẽ kéo theo cái tay bơi rất là dài, như cái Lutobat em đang xem đây là Lutobat ribbon shark fin. Nó có một dạng Lutobat khác là cái grip, cái vây lưng ở trên nó không có tia ra, nó không chỉ ra, đó là rip bông thôi. Rip bông sa phiên thì phải như vậy, là nó có một cái tia ở trên lưng. Đó, nó là một dạng biến thể cao cấp hơn, có thể gọi là cao cấp hơn.
của rít bông, và nó sẽ làm cái tay bơi con cá sẽ trở nên dài. Đó thì surfing là như vậy. Ở đây thì mình cũng có thêm cái coi sọt rít bông surfing thì nó cũng như vậy. Anh em quan sát kỹ cái phần vây lưng ở phía trên thì nó đó, nó bơi nhanh quá khó coi. Nó sẽ có một cái tia ở trên lưng nữa chứ không phải là cái vây lưng bình thường. Thì sắc phiên đó người ta liên tưởng đến vây lưng của cá mập nên nó đặt tên là sắc phiên. Sắc ở đây là cá mập á. Đó, đây là coi sọt rít bông sắc phiên. Và đa số những con sắc phiên thì nó sẽ mang theo kiểu hình tay bơi, nó sẽ dài ra và người ta gọi là cánh bướm. Cái kiểu hình tiếp theo mình muốn nói đến là kiểu hình bích đô sa. Video này anh em xem đến đoạn này anh em để ý cái vây lưng của con cá. Đó, tại sao có chữ BDS nghĩa là bích đô sa. Thì đây những con quay này vây lưng ở phía trên đó thì nó sẽ ốm, dẹp và dài. Đó là loại thường. Hàng này thì 50 một cặp thôi. Còn cái bích đô sa thì nó sẽ như thế nào? Đó, còn đây là full red bích đô sa. Thì full red là một trong những dòng mà nó có nhiều giá trị khác nhau nhất và nó nhiều giá nhất luôn. Thì bởi vì sao? Bởi vì full red là một dòng mà người ta đã chơi từ lâu và rất nhiều người, một trong những dòng nhiều người chơi nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, full red là một trong dòng rất là nhiều người chơi và theo đuổi, cho nên cái nguồn cá người ta nhập về nhiều từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến con cá sẽ ra nhiều nguồn gốc và chất lượng khác nhau. Những cái dòng khác thì nó ít nguồn, như từ Thái, từ Trung Quốc là nó một hai nguồn, một hai chạy là nó dừng rồi. Còn full red thì rất là nhiều và giá trị nó thay đổi rất là nhiều so với từng con cá và từng nguồn khác nhau. Cái loại nãy đó là cái full red nó thường nên cái vây nó sẽ không to và cái màu nó sẽ hơi khác. Ở đây là full red bích sa, anh em nhìn đó, cái này vẫn là hàng chưa chuẩn lắm đâu, hàng đẹp thì đang hết rồi, hàng này thì chỉ 150 thôi, cũng là rất là đẹp rồi. Thì cái phần vây lưng của nó sẽ bo to ra. Đó, nó khác với lại cái hằng bên này. Vây lưng nó sẽ khép nhỏ và đuôi nó sẽ là đuôi hình trụ. Đuôi nó sẽ không bung ra hết. Nhìn con máy thì rất là khó biết, thì con máy cơ bản nó hầu như là như nhau. Còn biết đôi sai như vậy. Đó, chủ yếu là người ta quan tâm đến cái phần vây lưng. Cho một tí sáng nha. Đó, nó sẽ to. Đó, chữ big đô sa là có nghĩa là vây lưng to đó, theo tiếng Anh là như vậy thôi. Rồi thì cuối cùng video đến đây cũng là kết thúc rồi. Hy vọng video này sẽ cho anh em một số kiến thức bổ ích về guppy, thì chúng ta có thể tiếp tục mình nghiên cứu để tìm ra cái cách chơi cho mình. Đây là phần phụ kiện, anh em có thể tham quan Shopee của mình, sẽ để link ở dưới để anh em có thể dễ dàng chọn mua để phục vụ cho công việc nuôi của mình trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Cảm ơn, tạm biệt mọi người.